Xin chào các bạn, mình là Kamezaman Vochi đây. Chúng ta đã được xem qua trailer của tập 42. Và như thông báo trước đó, tập phim này sẽ là đại chiến của các Titan. Đây được cho là bắt đầu của sự kết thúc của vũ trụ CKBD Multiverse. Vậy thì liệu rằng sẽ có ai sẽ phải hy sinh hay không? Hay là các cuộc chiến sẽ diễn ra ở đâu? Ai sẽ đối đầu với ai? Liệu ai sẽ là người thắng? Ai sẽ là người thua? Nhân vật mới này là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trailer tập 42 này để cùng tìm hiểu điều gì sẽ diễn ra sắp tới nhé. Trước khi vào video, nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh với nhé. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Đầu tiên trong trailer là trận chiến giữa Titan Counter và Titan Pencil Woman. Chúng ta đã biết rằng cô ấy đã chọn ở lại đối để chiến đấu tay đôi với tên Titan Counter này và hắn lại chính là Sipen, người thuộc tộc của cô ấy. Trước đó chúng ta đã chứng kiến một trận chiến mà cả Titan Kamezaman và Titan TV Man đã bị ăn hành như thế nào trước sức mạnh của Titan Counter và họ phải nhờ tới Titan Clock Man thì mới xử lý được hắn. Vậy mà giờ đây Titan Pencil Woman lại tự tin chiến đấu tay đôi với hắn ta. Mặc dù chúng ta chưa rõ là liệu tên Sipen này có điều khiển bộ giáp Titan Counter đó thì có mạnh như Titan Counter của con bọ điều khiển hay không. Nhưng nhìn vào trailer này thì có thể thấy được hắn cũng biết sử dụng khả năng sao chép vũ khí và khả năng chiến đấu của hắn cũng không hề yếu chút nào. Nếu như chỉ xem qua như này thì có thể thấy được rằng hắn đang áp đảo hơn so với Titan Pencil Woman. Thậm chí là có thể thấy được là cô ấy đã bị mất một bên cánh tay. Mặc dù chúng ta biết là cô ấy có thể phục hồi nó, nhưng với việc hắn đang tấn công liên tiếp như vậy thì khả năng để khôi phục nó cũng khá là khó, vì nó không thể phục hồi ngay lập tức được. Ngoài ra thì không phải chỉ có mỗi cô nàng Titan Pencil mới có khả năng phục hồi, mà Titan Counter cũng có thể phục hồi lại cơ thể của hắn. Và hầu như các đòn tấn công vật lý sẽ không thể làm tổn thương được hắn ta quá nhiều. Trước đó Titan Clock Man đã phải sử dụng khả năng tấn công liên hoàn của anh ấy để không để hắn kịp phục hồi. Còn khả năng của cô nàng Titan Pencil chưa được thể hiện quá nhiều. Mình cũng chưa thể nào đoán ra được liệu cô ấy sẽ làm gì để chiến thắng trước tên Titan Counter này. Thậm chí là hắn lại là tên Sipen điều khiển. Có thể hắn sẽ hiểu được Titan Pencil vì hắn cũng thuộc tộc của cô ấy. Vậy nên khả năng cao là hắn cũng biết cách khắc chế cô ấy. Nhưng mọi thứ sẽ rõ hơn khi tập phim được ra mắt. Cũng có thể sẽ có thêm người tới trợ giúp cô ấy. Các bạn nghĩ liệu Titan Pencil Woman có thể chiến thắng trước tên Titan Counter hay không? Để lại bình luận của bạn ở dưới video nhé. Tiếp theo là sự chuẩn bị từ các Titan khác của Liên Minh. Họ đang được nâng cấp lại một số vũ khí và trang bị mới. Titan Kamezaman đã được trang bị thêm khiên năng lượng và một thanh kiếm. Và có thể thấy thanh kiếm này khá đặc biệt. Nhìn thì có vẻ như nó là một loại vũ khí cổ đại. Có thể nó sẽ có chút đặc biệt để Titan Kamezaman thể hiện sắp tới. Thật sự thì Titan Kamezaman đã chiến đấu qua rất nhiều trận chiến. Cho tới tập này thì anh ấy mới thực sự được nâng cấp lại đôi chút. Không chỉ có Titan Kamezaman được nâng cấp, mà cả Titan TV Man cũng nhận được một số đồ chơi mới. Nhìn thì đây có vẻ như là hai chiếc nỏ lớn. Ngoài ra thì anh ấy cũng có hệ thống phản lực mới nữa. Nhưng tiến sĩ TV Man đã nói rằng những bản nâng cấp này là toàn bộ những gì mà họ có thể nâng cấp cho các Titan trong thời gian ngắn như vậy. Đây có thể là trận chiến cuối cùng và cũng không còn quá nhiều thời gian để thay đổi nữa. Vậy nên họ đã sử dụng toàn bộ những gì mà họ có cho các Titan có thể chiến đấu được. Vì giờ họ sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh nhất rồi. Sau khi cả hai được nâng cấp, thì Titan Sir Picker và Titan The Real Man cũng đã tới đây để chuẩn bị một cuộc chiến thật sự với Giman to lất tận thế. Đây sẽ là cuộc đối đầu lớn nhất đối với họ. Sẽ có những thương vong nhất định, nhưng cũng sẽ có cơ hội để chiến thắng cuộc chiến này. Titan TV Man đã nói hãy đưa tên khốn ra khỏi vỏ bọc của hắn. Thì có vẻ như họ đã nhận ra được cách để đánh bại Giman to lất tận thế rồi. Có thể họ sẽ xâm nhập và tấn công vào bên trong hắn ta. Chỉ có như vậy thì mới có thể phá hủy được hắn mà thôi. Nhưng theo như trước đó thì Main 07 và 09 đã có ý định đình chiến. Không biết rằng hai tên này sẽ đình chiến thật sự với Liên Minh hay không đây. Nhưng theo diễn biến của tập phim thì có thể cả hai bên đã có những thương vong nhất định rồi thì có lẽ lời đề nghị mới kịp thời được tuyên bố. Và hai người họ cũng cần thoát khỏi tên quái vật ngoài hành tinh mới đến nữa mới có thể trở về ra lệnh cho Giman to lất được. Dù sao thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ rất lớn. Nhưng theo mình thấy thì có lẽ trận chiến tiếp theo mới là thứ đáng mong đợi nhất. Vì chúng ta sẽ được chứng kiến một trong những trận chiến của hai Titan mạnh nhất vũ trụ này, đó là Titan Clock Man và Titan cổ đại Sinister, người được mệnh danh là kẻ diệt thần. Hắn đã nuốt chừng và chiếm hữu sức mạnh của rất nhiều các Titan ở nhiều vũ trụ khác nhau và giờ đây hắn đang chuẩn bị muốn chiếm hữu sức mạnh thời gian của Titan Clock Man. Với giọng nói và thứ sức mạnh gieo rắc nỗi sợ của hắn ta, mọi thứ khiến hắn thật sự toát ra thứ năng lượng hắc ám ghê gớm. Titan Clock Man đã thử tấn công hắn ta bằng những nhát chém thời gian, nhưng tên Titan cổ đại chỉ đơn giản ngăn chặn chiêu này bằng một cái hất tay. Những nhát chém đó đã quay ngược lại phía Titan Clock Man rồi. Anh ấy đã phải sử dụng tấm khiên thời gian để ngăn chặn, nhưng Clock Man du hành đã xuất hiện nhanh hơn và cũng sử dụng năng lượng của mình để ngăn chặn chiêu đó. Anh ấy đã nói rằng đây không phải là những gì anh ấy thấy trong tương lai. Điều này cho thấy chính các YouTuber đã cố tình thay đổi tương lai. Ngay cả việc Clock Man du hành có thể sử dụng năng lực để xem trước nó. Nhưng anh ấy cũng không ngờ tới việc lại có một kẻ hung thần xuất hiện vào thời điểm này. Và mình thật sự không hiểu được tại sao các YouTuber lại cố tình phá hỏng tòa nhà Big Ben để triệu hội ra con quái vật không gian này. Khá là khó hiểu khi không biết rằng họ muốn phe nào chiến thắng, hay đơn giản là họ muốn các cuộc chiến luôn xảy ra.
Nhưng theo như mình thấy, mặc dù Clockman du hành không phải là yếu, cộng với sức mạnh của Titan, Clockman thì có thể nói là mạnh nhất trong liên minh hiện tại. Thế nhưng so với sức mạnh của Titan cổ đại, một hung thần không gian đã từng hút cạn tất cả sức mạnh những Titan khác nhau ở những vũ trụ khác nhau như vậy, mình nghĩ cuộc chiến này khá chênh lệch sức mạnh. Ngoài ra, cuối tập phim có xuất hiện thêm một nhân vật mới là nữ Clockman mới. Cô ấy có tạo hình gần giống với Clockman du hành. Mình nghĩ đây có thể cũng là một nhân vật tới từ tương lai, nhưng rất có thể cô ấy cũng là một nhân vật như Clockman du hành, nhưng cô ấy lại thuộc phe của tên Titan cổ đại cũng nên. Kiểu như Clockman du hành tới phụ Titan Clockman, thì cô ấy lại xuất hiện để hỗ trợ Titan cổ đại thì sao nhỉ? Hoặc cũng có thể là cô ấy tới từ một vũ trụ khác cũng nên, vì đây là đa vũ trụ mà nên không gì là không thể cả. Dù sao thì trailer này đã cho chúng ta thấy tập 42 đáng mong đợi như thế nào rồi đúng không? Vậy thì theo các bạn, cuộc chiến nào trong tập này là đáng mong đợi nhất? Titan Counter solo với cô nàng Titan Benso, cuộc chiến của các Titan với Giman to lớn tận thế, hay là cuộc chiến của các chiến thần thời gian giữa Titan cổ đại Sinister với Titan Clockman? Sự kết thúc của đa vũ trụ như Dom nói có ý nghĩa gì? Hãy để lại ý kiến và giả thuyết của bạn trong phần bình luận nhé. Cũng đừng quên theo dõi mình bằng cách like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ phân tích của mình khi tập phim ra mắt nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!